Hạnh phúc đến vạn gia và gió thổi bán hạ được đánh giá cao, Triệu Lệ Diện là tiệu hoa tốt nhất lứa 85. Triệu Lệ Diện đang có bước chuyển hình thuận lợi khi hai bộ phim hiện đại chiếu trong năm 2022 đều được đánh giá cao. Năm 2022, Triệu Lệ Diện tái xuất màn ảnh nhỏ với hai tác phẩm mang tên Hạnh phúc đến vạn gia và Gió thổi bán hạ. Những bộ phim này dù không nội đình nội đám nhưng vẫn có sức hút và nhiệt độ cao. Đầu năm 2022, Hạnh phúc đến vạn gia được chấm 7,3 điểm đầu ban với hơn 34.000 lượt đánh giá. Sau một thời gian, phim hạ xuống còn 7 điểm với hơn 202.000 lượt đánh giá. Đây là bộ phim đã tạo nền tảng cho việc truyền hình của Triệu Lệ Diện. Tác phẩm này cũng giúp cô xây dựng nền móng để chuyển từ diễn viên lưu lượng sang diễn viên thực lực. Sau Hạnh phúc đến vạn gia, Triệu Lệ Diện tiếp tục góp mặt trong phim Đại nữ chủ Gió thổi bán hạ. Thời kỳ mở điểm đô ban, tác phẩm ghi nhận thành tích ấn tượng với 8,4 với hơn 132.000 lượt đánh giá. So với bộ phim trước thì tác phẩm này nhận được thành tích cao hơn. Điều này cho thấy Triệu Lệ Diện đang có bước phát triển rất tốt trong quá trình truyền hình của mình. Trong khi đó, bộ phim phát sóng cùng thời điểm là Cảm ơn bác sĩ của Dương Mịch chỉ đạt 6,3. Ngoài ra, tác phẩm Tình chị em là Định luật tình yêu 80/20, dù có nhiệt độ cao nhưng vẫn bị chê rất nhiều về diễn xuất. Các tiểu hoa khác cùng lứa như Lưu Thi Thi, Đường Yên chưa có bộ phim nào gây ấn tượng thời điểm này. Trong nhóm Hoa 85 cũng chưa có diễn viên nào muốn truyền hình ngoài Triệu Lệ Diện. Thay vì cứ theo mãi con đường lưu lượng, vợ cũ Phùng Thiệu Phong đã tính đường dài. Bên cạnh phim cổ trang, cô còn tham gia nhiều dự án chính kịch, nội dung gần gũi với thực tế, thuận lợi cho quá trình chuyển sang phái thực lực. Thời điểm này, Triệu Lệ Diện vừa có thực tích, có vai diễn, có cả tác phẩm nổi bật. Việc có thể truyền hình thành công sẽ mở ra con đường cực kỳ thuận lợi cho sự nghiệp diễn xuất của cô. Đồng thời, nữ diễn viên cũng có thể trở thành nàng tiểu hoa đứng đầu của nhóm 85. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.